Bảo Bảo sáng xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mẹ con của Bảo Bảo đi quay anh em mốc vừa nha. Buổi sáng Bảo Bảo chúc cả nhà làm việc được suôn sẻ như ý muốn nha cả nhà. Rồi Bố Hân với Bảo Bảo đi vẽ vừa nha cả nhà. Đi xuống kìa. Rồi quay cái mặt lại coi. Quê mặt dở khẩu trang ra chứ gì sao mẹ thấy. Tạm bỡ không? Chào mừng cô chú các bạn nha. Bố Hân đi đâu? Đi mất vừa. Lắm vừa. Cô nói à. Đi xuống trời trời. Vừa nắng mà trời chuyển mưa nữa. Ra trước kìa. Vừa nắng vừa mưa nữa. Rồi đi mang nha. Chị ngồi đó không đi? Trời nắng hậu vậy. Chị ngồi chỗ ngoài à. Không về không giỏi sao không chạy không về rồi. Đó là đậu rồi nè, tao lên kia tao móc. Dạ chưa móc của ông Hai đâu hả? Móc Hai nè, mỗi móc phụng với phụng giọng sớm giờ lắm á. Không tự nó không móc cho đó thì thằng nào cũng tự chứ. Bỏ lại tao. Móc trước không. Đó muốn cái nữa. Vậy sao? Bự móc cho muốn trước nữa, tao lắm bên này. Đấy, cũng móc sát vào trong đây để nè. Hả?
Đây là cây bông giấy ngay cả nhà. Cặp bông giấy nha. Bảo bảo dừa. Chú Năm ổng ở chợ Tân An nha cả nhà. Ổng có đang bội bỏ mối sỉ lẻ. Lẻ luôn. Bò bao. Này kêu bò bao. Bò bao hả? Bò bao nhà thờ Hải không? Vậy bố hỏi mà đằng chú Phải Hải ổng nói ổng ở chợ chợ cô ba. Ủa mình đây đó sát bên mà. Sát bên mà nó khác, cái điều phận khác. Nó dày lắm chợ. Một cây ba chợ. Cái này có mướn đang không chú Năm? Không. Tưởng có mướn con lãnh thôi, vậy con đang ơi. Mướn là vậy nè. Mướn là như tối lại đây. Mướn lại làm là ngồi coi rồi vậy đó. Pha còn đây là chỗ uống. Thì bảo bảo quay cận cảnh thôi chú Năm đang sao cho cả nhà cùng xong coi nha. Vậy khổ lắm à cái này nè. Nó ở trần cái lũi không? Nó làm hai ba kiểu. Thấy con cũng dễ ha. Đó, dễ qua đây, 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 đây. Thấy vậy là nó biết người rồi đó ha. Nó biết không, nó trong đó nó biết mình ở đâu không, mình nó nói thể là biết không, nói thì người ta nói, coi người ta biết chỗ nào là nó biết chứ, hoặc là mình quay rồi mình đẩy theo đây, chữ vô hôm đó không có quay cái không biết cái đi thông quà cái ở Hồ Thành nó đón nào bây giờ bắt mà cho Hồ Thành rồi. Nó tiền mấy năm trời á thì nó vừa mà cũng hay nó đón xe thằng này nhở. Bây giờ đang vậy bao nhiêu phút mới gọi con cái chú Năm? 20 phút. Đang vậy không cái đứt 15 phút. Còn cái này 20 phút nữa. Tôi dẫn theo à. Cách vậy là riêng. Làm chung ở quê mà có việc làm gì cũng ngon lắm. Làm việc là được vài phút nữa. Thì tiếp cũng 20 ngàn. Con giờ thì con nạo dừa thắng nhầm dừa bán mà không dài không ai đặt hàng cái trường ế quá mình làm mà khuyến mãi lâu lâu người ta đặt ở mấy cái em bây giờ nghe cái vụ mộng dừa kiếm nó mấy chục ấy để bả đó mộng dừa mình đây đâu có được nhiều mình xài đâu có đợi tới mộng trái dừa mình nó hư rồi thấy ta bữa mộng nó vô nó bán mộng nó ăn gì cái gì á. À, chị tiểu đường chân với đường phèn ăn chị tiểu đường ừ, người ta giờ ở tiểu cần bán một bữa nó lấy mộng dừa bán kìa nó vô bọc nó chấm 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 phải mà bán kem mà bán kem mà bán cho nó cây kem đi con kem gì con sô cô la có chú bán kem mà ông ghé đây cũng xả hơi nha. Ở đi đường này là không ghé. Ở tiếng mới đi. Ăn cây kem gì nói với chú lấy. Có kem trà sữa vậy không? Ăn sô cô la. Chuẩn bị móc vừa nhà thím Năm với chú Năm nghe cả nhà. Nhưng mà anh em móc đằng kia chưa rồi, bữa chưa có móc. Giờ đang cho chú Năm lên ổng đang bội lên bà con ủng hộ kinh Bảo Bảo vừa nhớ ủng hộ có mua bội gì ủng hộ ổng nha. Bỏ này bỏ nữa sao đâu phải sô cô la. Này mới vào vô ba. Nè Bảo Hân đi móc vừa chưa có móc được gì hết nè ăn kem tốn tiền rồi nè cả nhà. Mới vào cho Thảo cũng cần hết cái Thảo cái cán nào á cũng cần không. Phong Thảo. Phong Thảo con xài đồ của ổng không á. Chú Năm cứ hỏi ông Bảo Bảo là ổng rành lắm, bị con xài đồ xài xe rùa hả là xài đồ của ổng không á. Thì nó mới điện với mới giao nó rồi. Giao với nó là nó kiểu nó kêu vô kiểm kho thì đem vô tới kho luôn à phải. Phong Thảo. Em ở nhà em hay coi Út miền Tây. Mình bằng ăn bây giờ đâu. Út miền Tây lên nè. Chị mà hai. Không. May quá đen rồi cả nhà ơi. Dạ,
Ờ, nó đi hết rồi. Đây bà Bảo móc vừa nhà Thím Năm Tước nha cả nhà. Chỉ mưa đen thui rồi cả nhà ơi. Mây đen kéo tới rồi. Bây giờ mệt quá trời luôn. Vừa dừng vừa trăng thanh gió mát nha. Ở này có gió mát không mà trăng đâu không thấy. Thấy mì đang kéo tới rồi. Bữa nay xin ông trời đừng mưa đi. Gắng làm ngày nữa chứ rồi. Giờ có 2 chiếc xe bùa hả? Trời, nãy đem theo vô 3 chiếc cũng được quá rồi. 2 chiếc mà đẩy vừa không? 2 chắc chết mà ai với ai đẩy. Móc đi hơi hay hạn, dời qua đây cái nó dời qua kia. Trời, thằng con nước năm nó câu dịch thấy ghê vậy tí. Mới câu nó dính con mày. Câu thấy ghê trời. Mấy trái nó giống khô vậy tí. Bốn trái giống khô giỏi vậy. Khô ra da đó, hình như nó chung với bà kia vậy á. Ông hỏi ra xong giả bộ móc làm trái gì nào nha. Nghe sát sát không á? Ừ, chân hơi uống rồi. Rồi vậy mốt làm đi. Mốt làm không ra mình đếm luôn cái đâu sợ gì đâu. Vụ máng máng cũng móc lên cái quà dừa bị người ta máng giống quà luôn nè. Giật chơi đất từ vườn tao luôn. Ừ. Rồi trái trái quà cho đó luôn đi. Quà đó luôn đi. Ừ. Một trái thôi. Ừ.
mây đen quá trời rồi cả nhà, quá đen luôn, đen thui lụi trên cảnh luôn. Xì lì trời, xanh lét luôn rồi. Này mưa, đám mưa này là không nhỏ đâu nha. Sáng văn kia bao nhiêu chiếc xe gù không biết nữa. Ba chiếc hả? Cái gì năm chiếc? Ba chiếc, năm chiếc. Hả? Tính nhau đẩy giường vô này phụ. Cái nào đi? Đó, cái chị hát vừa đó. Vừa tầm không bển nó giật ào ào luôn. Vừa này tháng này thấy trái cũng bộng bộng rồi đi. Nhiều tháng rồi phải không? Cái khô đen bên kia nhấp mình kìa đấy. Không rồi kìa, làm gì? Rồi còn có một vườn mới mất công anh em lắm, tao nói trước à. Mấy trăm mà xúm lại thằng làm cực chút mà làm rồi mẹ mơi khỏi vô. Không lẽ nó qua móc 47 nãy tao ra lộ tao không thấy nữa. Rồi giờ bà mướn ngày, bà mướn có 2-3 người nhắm mất tháng nhiêu. 300 vậy. 300, 300. Vừa của thiếu năm móc ra tới ngoài này rồi. Mà trời cũng chuyển mưa đen quá à cả nhà. Điếm ngay đặng rút quân về chứ để mất mưa à. Bà muốn ngày có 300 hả? Ngày 300. Thằng mẹ với vỏ đó mà muốn ngày 600 mà nó không kêu lên cho xuống á. Nó có con chân mà nó muốn tới 600. Con nghỉ ăn rồi. Nghỉ ăn nữa. Đưa trái này ra rồi. Trái gì quên nè. Đâu đố ơi, đố cả nhà có biết trái gì bình luận cho mình mình coi nhà tay ra coi. Nhà tay ra. Trái này trái gì nè. Rồi trái này ăn được nha cả nhà. Đố bữa không biết trái gì. Đâu ăn thử luôn rồi. Phải giả hộp nha mọi người. Đường nhất. Nằm ở góc lá dừa nha, vẫn đẩy khô chút rồi phóng không mình vậy mất hơi hả? Vậy thì góc mất hơi hả? Em vô chỗ mất hơi hả? Tổ chim mà không có ăn trứng chim nữa. Tổ chim mà. Chắc nó đi gói xuống rồi đó. Buổi hôm nay còn không phơi nữa. Buổi vậy hả? Tháng khô rồi không phơi chứ tháng mưa này. Tới đây thì không lẽ ngày mưa thì vô. Mưa cũng phải gán nữa. Còn mình vườn của tư mấy trăm vườn nó bỏ vô tôi bỏ về với tao không biết nói sao. Vừa có bỏ vườn của bà Năm nè, với bỏ vườn tư gì. Bỏ chứ có nhầm mẹ gì đâu. Đúng rồi, nhầm gì đâu. Chở nó ra rồi đó. Gì? Bỏ cặt mày á bỏ. Cô quay nè, quay cho bà lên nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà chủ nhà không chịu coi luôn nữa nè cả nhà ơi. Anh Giang. Anh Giang được đem về thì ạ. Có cái này bà. Bà đâu ra đâu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Vừa đẩy vừa điếm nè cả nhà. Đổ rồi tôi lên không? Ừ. 7 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35. Anh Tùng Minh có ghé lấy dừa kia chưa quên? Dừa. Rồi bên kia chú móc cái này à. 59 60 61 điểm 2 điểm 7 này. Vậy thôi mày đi móc vừa luôn đi. Gì? Có cùng móc dắt móc móc vụ đi. Con anh Tùng nữa đó. Quýnh lên rồi Minh lên nữa kìa. Đó phải không? Đó chính rồi đó. Thằng này thì giỏi nó đau nó đẩy thì vô đâu được. Ờ vậy đi với anh Tùng anh đi. Minh đi với anh Tùng đi. 80 82 84 86 87 88 89 90. Tùng Củn mới chở vừa về giờ lên tới rồi cả nhà. 1 2 3 4 5 7 8 9 1 12 13 15 17 18 19. Mấy trăm? 100 1 gạt cho 3 4 5 7 8 9. Ừ. 12 Hello, tụi tôi chào cả nhà nha. Sớm về mất mưa muốn chết luôn rồi. Ướt luôn hả? Ướt chân luôn hả? Ướt chân luôn nè. Bộ mưa ngoài lớn lắm hả? Lớn quá trời lớn, mưa trái đầu luôn á. Mắc mưa làm gì quần khu queo mà cá ướt nhẹp. Mưa trái đầu. 39 50. Thấy chưa gọi gì đâu mà. 53 54 55 56 57 58 59 60. Đang móc qua đi chỗ khác chứ là còn ở đây. Còn nhà cô tôi nữa gọi rồi. Mình nó đi qua đó chưa? Bên đây móc chưa gọi vậy? Chưa đi bển nữa hả? Bển móc mới bên đây mới. 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84. Bên đây ai móc đi gọi chưa Quy? 87 88 90. Điếm 200 mấy điếm rồi đó, hồi nhớ lấy đó. Ờ. Bên kia xong hả? Đó, chưa bẻ luôn á chứ. Không biết bẻ chú 7 bẻ chưa em biết. 12 14 16 17 18. Thôi mưa tới rồi, chọn ai tạm biệt cả nhà. Nghĩ quay cho đẩy ướt máy hết nè. 3 4 200. Ui bye bye cả nhà, hẹn lúc sau cả nhà ơi. Mưa tới rồi, điếm biết đang chạy rồi cả nhà ơi. Mưa tới rồi cả nhà. Thôi bỏ bảo cũng tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà mà xem anh em làm có thấy cực khổ cho chia sẻ cho một like, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Tạm biệt ông bà cô chú các bạn, nhớ đăng ký kênh và like kênh để cho bảo bảo vừa. Chào bảo bảo vừa nha. Giờ mưa quá rồi.